Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm, nắng nóng và lũ lụt lại thêm vào. Người dân Trung Quốc đang phải đối mặt với thử thách gấp 3. Kính thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc có khí hậu bất thường vào mùa hè này. Nhiệt độ cực cao và thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn một nửa diện tích Trung Quốc. Cùng với sự phản công của đại dịch mới và sự ngưng hoạt động kinh tế quy mô lớn do hoạt động thu dọn và chống dịch. Tại Trung Quốc, người dân đang phải gánh chịu sự áp bức nặng nề của ba ngọn núi. Theo báo chí Thượng Hải, Đài quan sát khí tượng Trung ương ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc đã phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ trở lại trong những ngày tới và nhiệt độ cao nhất ở khu vực đô thị trung tâm và các quận khác sẽ vượt qua 40 độ C. Trong 5 ngày qua, Thượng Hải đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo màu đỏ về nhiệt độ cao, hai lần đầu tiên được phát hành lần lượt trong 5 ngày qua. Có 4 mức tín hiệu cảnh báo nhiệt độ ở Trung Quốc là xanh lam, vàng, cam và đỏ. Màu đỏ là mức cao nhất. Nhiệt độ cao nhất do 71 trạm khí tượng quốc gia ở Trung Quốc đo được đã vượt qua ngưỡng cực đoan lịch sử, trong đó Hà Bắc là 44,2 độ C, Gangcheng 44,1 độ C, Yangding 44 độ và Yangjin của Vân Nam là 44 độ, kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1873. Thượng Hải đã ban hành tổng cộng 17 tín hiệu cảnh báo màu đỏ. Người dân Thượng Hải đang phải chịu đựng loại virus mới trong khi thời tiết nắng nóng. Những ngày gần đây, dịch bệnh ở Thượng Hải lại bùng phát trở lại. Số ca nhiễm chính thức chỉ vài chục ca mỗi ngày, nhưng công chúng cho biết ở một số quận xung quanh họ có rất nhiều người bị nhiễm và con số thực tế cao hơn nhiều so với thông báo chính thức. Virus quay trở lại, mọi người lại phải xếp hàng để xét nghiệm acid nucleic. Để hạ nhiệt, người dân và nhân viên xếp hàng phải dùng băng dính cố định chai nước khoáng đóng băng trên quần áo bảo hộ. Theo Reuters cho biết, một công nhân tại địa điểm thử nghiệm tên Peng Lei cho biết quần áo bảo hộ rất nóng. Thượng Hải đã đóng cửa gần 2 tháng trong năm nay do dịch bệnh nghiêm trọng. Trong thời gian này, người dân phải kiểm tra acid nucleic gần như mỗi ngày, khiến họ vô cùng phẫn nộ và phàn nàn. Việc thành phố bị đóng cửa nghiêm trọng đã trực tiếp dẫn đến việc đóng cửa cơ chế kinh tế khổng lồ này ở Thượng Hải. Nhiều nhà máy và cửa hàng đóng cửa, một số lượng lớn cơ hội việc làm biến mất và thu nhập của người dân giảm mạnh. Sau khi bãi khóa được dỡ bỏ, mọi người đột nhiên thấy rằng mặc dù họ đã lấy lại được quyền tự do đi lại, cuộc sống của họ đã thay đổi và họ phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc kiếm sống. Kể từ mùa hè năm nay, các tỉnh và thành phố có nhiệt độ cực cao bao gồm Chiết Giang, Giang Tô, Hà Nam, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Nội Mông và một phần của Tân Cương. Nhiều người đã phải nhập viện vì say nắng, nhưng số người chết vì say nắng thì chưa rõ. Cùng lúc với nắng nóng, Trung Quốc cũng xảy ra lũ lụt ở hầu hết các vùng của đất nước. Truyền thông Trung Quốc cho biết 3 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt và 5 người mất tích ở quận Pinggu của Tứ Xuyên. Một người cũng thiệt mạng và 8 người mất tích ở Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Các chuyên gia chỉ ra rằng nguyên nhân chính của thời tiết khắc nghiệt là do biến đổi khí hậu. Bình giữ nhiệt có thể mang nhiều hơi ẩm hơn, có thể gây ngập úng nếu thoát ra ngoài. Tây Giang có thể có một trận lụt vào ngày mai. Theo báo cáo lũ lụt từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, có thể có một trận lũ khác trên sông Tây Giang vào ngày mai và một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Trang web của Bộ Tài nguyên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hôm qua phát đi thông báo cho biết sẽ duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 3 về phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán tại các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây và ứng phó khẩn cấp cấp 4 tại Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Đồng thời, vào lúc 19 giờ ngày hôm qua, các tỉnh Chiết Giang và An Huy đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4. Hiện tại, Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có 6 nhóm công tác để hướng dẫn công tác kiểm soát lũ ở tuyến đầu của địa phương. Theo thông tấn xã Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định về đánh số lũ của các sông chính ở Trung Quốc, mực nước của các sông hồ chính trên cả nước và các sông lớn chảy qua ra biển độc lập giữa các tỉnh đạt mức cảnh báo lũ và xuất hiện một lần trong 2 đến 5 năm. Độ lớn hoặc sông chảy ảnh hưởng đến an toàn phòng chống lũ cục bộ được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh số lũ. Kể từ tháng 6, lượng mưa lớn liên tục với quy mô lớn đã xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang.
Sông Châu Giang đã phải hứng chịu các trận lũ liên tục số 1, 2 và 3 vào năm 2022. Và trận lũ số 1 vào năm 2022 đã xảy ra ở Bắc Giang và Tân Giang tương ứng, lần đầu tiên kể từ năm 2009. Liu Wenping, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chủ trì cuộc họp 3 lần và đã kết nối video với Ủy ban Kiểm soát nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, tiếp tục nghiên cứu và phán đoán tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Châu Giang và triển khai công tác quốc phòng. Đồng chí chỉ rõ, cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, dự báo lũ lụt theo đợt, phân tích dự báo kịp thời, chính xác tình hình nước của các sông, đoạn sung yếu, cần cử các tổ hồ chứa như Long Tan, Yan Tan, Yuyang Besi ở thượng nguồn sông Siyang để chặn lũ bằng tất cả sức lực của họ và sông Liu Yang sẽ hòa hợp trong một thời gian dài. Các hồ chứa như Quinsitan trên sông Suyang đã làm trao đảo và cắt đỉnh của chúng một cách hiệu quả, đã cố gắng hết sức để giảm lưu lượng đỉnh lũ tại ga Yugu và giảm áp lực kiểm soát lũ ở vùng hạ lưu sông Tây Giang. Sông Hoàng Hà làm ngập sông Mã Lai, một phụ lưu của sông Jing với đỉnh lũ lớn thứ hai trong lịch sử trạm Kinh Giang. Kính thưa quý vị khán thính giả, mưa lớn đã xảy ra ở trung lưu sông Hoàng Hà kể từ ngày 18 tháng 7 đến nay, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt vượt quá mức báo động đã xảy ra ở dòng chính của thượng nguồn sông Phen và sông Mai Lan, một nhánh của sông Jing. Trong số đó, trạm Quynh Giang trên sông Mai Lan lúc 10 giờ 18 phút thứ 6, lưu lượng đỉnh là 5.100 m3 trên giây, đứng thứ 2 kể từ khi có số liệu đo được vào năm 1952. Theo các báo cáo tin tức gia tăng, lượng mưa tích lũy trên bề mặt ở trung lưu sông Hoàng Hà là 45mm, trong đó Bê Lưu là 68mm, sông Jing là 60mm, sông Phen là 55mm và sông Wei là 42mm, Thái Nguyên 166mm. Mưa lũ xối xả có đặc điểm là thời gian mưa kéo dài, cường độ lớn, cường độ lũ lớn, dâng lên dữ dội và hàm lượng phù sa lớn. Lượng mưa tối đa hàng giờ ở Quynh Giang, tỉnh Cam Túc đạt 85mm, mực nước tại trạm Quynh Giang ở sông Mai Lian, một nhánh của sông Jing tăng 11,2m trong 8 giờ. Hàm lượng cát tối đa của sông Mai Lian là 657kg trên 1m khối. Đối phó với tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà, Li Yongjing, Phó Tư lệnh Tổng cục Quốc phòng Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã triển khai tất cả các lực lượng phòng thủ. Hết sức chú ý đối với quá trình mưa lớn gần đây ở lưu vực sông Hoàng Hà đã triển khai tham vấn và nhận định, đồng thời cải thiện hơn nữa cơ chế chỉ đạo thông tin dự báo và cảnh báo sớm cho tuyến đầu. Ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp độ đã được kích hoạt và một nhóm công tác đã được điều động đến Sơn Tây, Thiểm Tây và những nơi khác để hỗ trợ công tác quốc phòng. Ủy ban Kiểm soát nguồn nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã kịp thời phát động ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt 4 cấp, đưa ra thông báo cho các tỉnh và khu vực liên quan, đồng thời triển khai công tác phòng chống mưa lớn vừa và nhỏ. Các hồ chứa và kiểm tra các đập ngăn lũ lụt, thiên tai lũ lụt trên núi và phòng chống lũ lụt cho các sông vừa và nhỏ. Hồ chứa Đông Yuang của sông Jinghe được xây dựng nhằm đưa ra các yêu cầu rõ ràng về an toàn kiểm soát lũ lụt và một nhóm công tác đã được cử đi đến Cam Túc, Thiểm Tây và Ninh Hạ để kiểm tra, hướng dẫn phòng chống lũ lụt sông Jinghe và vận hành an toàn các đập. Sở Tài nguyên nước tỉnh Cam Túc đã triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 2, thực hiện có hiệu quả cơ chế phản ứng cuộc gọi để ban hành cảnh báo sớm, tăng cường kiểm tra và phòng thủ, nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai lũ lụt trên núi và sông vừa và nhỏ. Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt 4 cấp, tăng cường tham vấn, phân tích và phán đoán, theo dõi, dự báo cảnh báo sớm, theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ của sông Jing và chuẩn bị các cảnh báo sớm cho sự an toàn của lũ. Kiểm soát và làm sạch bãi sông do các dự án đang xây dựng và cử một nhóm công tác đến tuyến đầu của phòng chống lũ lụt Jing và Gudi, đảm bảo an toàn hồ chứa Đông Duang và các dự án đang xây dựng khác, đồng thời thông báo kịp thời cho Tây An, Wei Nan và những nơi làm tốt công tác phòng chống lũ lụt trên dòng chính sông Wei He. Sở Tài nguyên nước của khu tự trị Hồi giáo Ninh Hạ đã cử một nhóm công tác hướng dẫn an toàn các đập kiểm tra trong mùa lũ, tổ chức kiểm tra và điều tra đồng thời nỗ lực để loại bỏ các vấn đề tiềm ẩn. 40 sông ở phía đông bắc có lũ vượt mức báo động.
Kể từ cuối tháng 6, đã có 4 quá trình mưa lớn ở sông Lianghe, sông Tùng Hoa và các lưu vực khác ở Đông Bắc bị ảnh hưởng do mưa lớn. 40 con sông bao gồm sông Lianghe và các phụ lưu của nó là dòng sông Đông Liao, sông Yangshutai và sông Yalu, một nhánh của sông Nanyang, đã trải qua lũ lụt vượt quá mức cảnh báo. Trong số đó, 11 con sông bao gồm cả dòng chính của sông Lianghe, đoạn cửa sông trải qua lũ vượt mức cảnh báo. Đến 14 giờ hôm qua, đoạn sông từ Fujian, dòng chính sông Lianghe đến Trường Giang và phía dưới núi Yue đã vượt cảnh báo từ 0,29m đến 1,04m. Mực nước đoạn từ Kaikoukang đến Huma vượt mức cảnh báo từ 0,2m đến 0,52m. Dự kiến đoạn sông từ Sadaoka ở khu Đại Hưng Lĩnh đến thị trấn Jiangyi, Yingyi ở thành phố Hà Hà sẽ vượt mức cảnh báo và toàn bộ dòng sông sẽ bị rút xuống mực nước cảnh báo khẩn cấp vào khoảng ngày 22 tháng 7. Để đối phó với tình hình lũ lụt ở Đông Bắc Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước đã tiến hành tham vấn và nhận định, đưa ra thông báo trước để sắp xếp triển khai công tác phòng chống mưa lũ, đồng thời cử một nhóm công tác đến tuyến đầu kiểm soát lũ lụt tại tỉnh Hắc Long Giang và những nơi khác. Ủy ban bảo tồn nguồn nước Song Liao của Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt, đồng thời phối hợp với các tỉnh liên quan để điều động một cách khoa học các hồ chứa trọng điểm như Phen Mang He, Baishan và Nanjiang, Nigeria, xả trước và di rời hồ chứa ở ứng trước, chặn lũ và cắt đỉnh kịp thời. Tỉnh Liêu Ninh đã tăng cường kiểm tra và bảo vệ bờ bao của các con sông quan trọng như Liao He, Hun He, Thai Chi He, đồng thời chuyển hơn 400 người dân khỏi các khu vực bị đe dọa. Chi cục Thủy lợi tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang đã triển khai ứng phó khẩn cấp với thiên tai lũ lụt và hạn hán cấp 4, tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các hồ chứa vừa và nhỏ trong mùa lũ, phòng chống lũ lụt và lốc xoáy trên các sông vừa và nhỏ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.